Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói một cái chủ đề nó thay đổi một chút. Đó là những cái chai nước hoa niche, hay nói đúng hơn là những cái chai nước hoa đắt tiền mà mình cảm thấy hài lòng với cái mùi hương của nó. Bởi vì đối với mình không có phân biệt là niche hay là design, chỉ là có những chai tốt và chai không tốt mà thôi. Đó. Trước khi để nói về chủ đề video này thì mình biết là có rất nhiều anh em muốn mình là show cái mặt, cái mẹt của mình ra khi mà làm video. Thì mình hứa là trong cái năm nay, đến khi nào mình cảm thấy là khi mình quay xong rồi mình xem lại cái bản gốc ấy, cái mặt mình nó không như thằng ất tay nhặt lá chân đá ông bơ ấy, lúc đấy mình cảm thấy là cái mặt mình nó không bị như thế. Thì ok, mình hứa là mình sẽ show cái mặt mình, vì điều đó sẽ phải đến. Ok, quay trở lại cái chủ đề của video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến các anh em top 10 thương hiệu đắt tiền mà có những cái sản phẩm mình cảm thấy thích. Đó, vì thật ra cái thế giới niche hay là cái thế giới design nó rất là rộng lớn, có rất là nhiều chai niche mình chưa được thẩm mùi. Do đó đây chỉ là những cái chai mà theo cái quan điểm cá nhân của mình thôi, chứ nó không phải là một kết luận là nó hay nhất của cái nhà nước hoa đó. Đầu tiên để nói về nhà nước hoa Tufundemali, nhưng mình vẫn nói là mình thích hai chai nước hoa Hero Playton, và mới đây mình đã bổ sung thêm một sản phẩm nữa của nhà Tufundemali, đó là Pegasus. Đó, đến hiện tại mình rất là ưng ba sản phẩm của nhà nước hoa này, đó là Layton, Hero và Pegasus. Mùi hương của Layton này nó không phải là một đột phá về chế tạo mùi. Mùi hương của nó thật sự của nó không phải là đột phá, không phải là sáng tạo. Và cái điểm mình đánh giá cao nhất là của mùi hương của chai nước hoa này, đó là cái khi mình xịt lên là mình đi ra ngoài đường thì cái mùi hương của nó rất là, nó phát huy được cái thế mạnh của nó rất là tốt. Đó là nồng nàn và quyến rũ. Mặc dù có thể không phải là đột phá về mùi hương, thế nhưng khi các bạn xịt và các bạn đi ví dụ đến chỗ ra ngoài đường, đến chỗ thoáng mát, thì mùi hương này của nó ghi điểm rất là tốt. Đó, đấy là cái điểm mình đánh giá cao của chai nước hoa Layton này. Còn về Hero, mùi hương thuốc lá của chai nước hoa này nó không phải dạng best. Còn rất nhiều chai nước hoa khác nó hay hơn, ví dụ như Kilian Back to Black. Đó, nhưng đối với mình thì mình thấy là không cần thiết là phải là mua hàng loạt các sản phẩm mùi hương có cái tông thuốc lá để mà so sánh với nhau. Mình chỉ cần mình chọn một chai mình cảm thấy ưng ý nhất, có thể đắt có thể rẻ, cái đấy thì mình không nói đến. Nhưng bản thân mình khi mình xịt mình cảm thấy nó ok là xong, không cần thiết phải mua một cái ví dụ một chai sản phẩm của nhà Kilian nó đắt hơn rất là nhiều, thế nhưng mùi hương nó có nét na ná, nó cũng có nét tương đồng giống như Hero thì mình thấy là thực sự là không cần thiết. Mùi hương này một mùi hương thuốc lá quyện với mật ong rất là ngọt ngào, đó, mềm mại mà ngọt ngào, rất là hay. Anh em nào nếu mà có dịp thì cũng nên thử chai nước hoa này. Và cuối cùng là Pegasus, mùi hạnh nhân mix cùng với vani. Chai này thực sự nếu mà để một hai lần đầu mà xịt thì chắc chắn là sẽ rất là khó để mà anh em có thể cảm thấy chấp nhận được mùi hương của nó, bởi vì thực tế mà nói hạnh nhân là một trong những nguyên liệu rất là khó để mix. Cái mùi hăng và ngái của nó không hề dễ, đối với cái gu, cái style của người Việt mình thì không hề dễ dàng. Đó, nhưng mà các anh em nếu mà muốn thẩm chai nước hoa này thì có một cái điều lưu ý là không nên xịt quá nhiều, ví dụ chỉ cần xịt 1 hoặc 2 shot và để tự nhiên thẩm thì nó sẽ cũng rất là hay. Đó, mùi một chút hăng và ngái của hạnh nhân mix cùng với vani ngọt ngào rất là cân bằng, blend lên một cái mùi hương có thể gọi là độc đáo. Đó, Pegasus. Nhắc đến nhà Creed thì chúng ta được hay nhắc đến Creed Adventures, Creed Himalaya và Creed Silver Mountain, vân vân, Creed Vetiver mình không nhớ chính xác lắm. Nhưng đối với mình thì những cái sản phẩm chai nước hoa đó chỉ gọi là mùi hương tốt thôi, không phải là một cái gì đó xuất sắc. Cá nhân mình đánh giá thì có thể mua hoặc có thể không mua, tùy các bạn. Còn chai mình đánh giá cao nhất của nhà Creed đó là Creed Neri Sauvage, mùi hương cam bergamot mix cùng với hoa cam Neri và long diên hương, tạo được cái mùi hương ngọt nhẹ nhàng, thoang thoảng bám trên da, rất là quý phái và lịch lãm. Anh em nào mùa hè mà Sevin quần nâu và đi giày làm trong môi trường văn phòng, xịt chai nước hoa này thì cực kỳ là quý ông lịch lãm. Đó, đấy là những cái gì mình thích ở cái mùi hương của chai Creed Neri Sauvage này. Nhắc đến mùi hương của style Tom Ford thì các anh em đều biết đây là mùi hương cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ level rất là cao. Nó là một cái mùi hương của một quý ông quyền lực, lịch lãm và có thể gọi là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Đó là cái lý do mà mình thực sự là mình không quá là đó, và đó là cái lý do mà thực sự mình không quá hay tìm hiểu về mùi hương của Tom Ford, bởi vì mình biết cái style của mình, cái gu ăn mặc của mình, cái phong cách nói chuyện của mình nó đều không hợp với mùi hương của Tom Ford. Ví dụ như Tobacco Vanilla, Tuscan Leather, Tom Ford Wood đó, hoặc là Fucking Fabulous chẳng hạn đó. Mình biết là nó không hợp với style của mình. Và trong cái dàn sản phẩm của nhà nước hoa này, mình thấy ưng ý nhất đó là ngoài Tom Ford Noir Extreme thì nó còn có Tom Ford Minery Portofino Forte. Mùi hương chai nước hoa này như nào? Chỉ nói đơn giản, khi các bạn xịt xong các bạn sẽ cảm thấy giống như mình vừa trong nhà tắm bước ra, một cái mùi xà bông bám lên người của mình, sạch sẽ và cực kỳ thoải mái. Trong cái mùa hè nắng nóng, bụi bặm bẩn thỉu ở Việt Nam của mình thì những cái mùi hương như thế này thực sự là một cái gì đó giúp cho các anh em khi mà xịt không sợ mọi người nhăn mặt, mọi người khó chịu, bởi vì mùi hương nước hoa. Đấy là cái điểm mình rất là thích của chai Tom Ford Nedery Portofino Forte này. Và đây cũng là một trong những sản phẩm của nhà Tom Ford mình thích nhất, ở bên cạnh Tom Ford Noir Extreme. Nhà nước hoa Amor thì mọi người đều nhớ đến là Amor Memoir, Amor Interlude, Amor Lyric. Đánh giá của mình về nhà nước hoa này thì họ thường sử dụng rất là nhiều những cái nguyên liệu như là nhang và hương rất là mạnh đó. Mà vấn đề là hai cái nguyên liệu đó nó không phải cái gu của mình. Mình không nói là mùi hương của họ là chán, mà đơn giản nó không hợp với gu của mình. Và chỉ duy nhất đó là Amor Reflection là mình cảm thấy ok nhất trong các cái sản phẩm của nhà nước hoa Amor. Mùi hương này luôn luôn được đánh giá giống với Jean Paul Gaultier. Cái điều đấy anh em đã biết rồi, và mình đã có một cái video riêng đánh giá về cái mùi hương của chai hoa này rồi đó. Tất cả mình chỉ nói khi mà xịt xong, hoặc là đến chỗ làm, hoặc là đi uống nước. Mùi hương này luôn luôn giúp cho anh em tự tin hơn đó. Amor Reflection. Nhà Frederic Malle luôn được mọi người nói là ông luôn luôn tạo điều kiện cho các perfumer được sử dụng những cái nguyên liệu tự nhiên tốt nhất và đắt nhất để tạo nên cái mùi hương, để tạo nên sản phẩm cho họ. Và Cardinal Flower Frederic Malle này luôn luôn được nhắc đến mỗi khi người ta nhớ đến thương hiệu này. Mùi hoa huệ đó, các anh em chỉ cần vào Google và search đánh giá mùi hương hoa huệ đó thì ngay lập tức sẽ nhắc đến mùi hương của chai nước hoa này. Mùi hương có thể nói là bám rất là dai và bền bỉ lên trên da, một cái mùi hương hoa huệ giống như đúng như mùi hoa huệ đó. Còn nó như thế nào, còn nó nói về lên điều gì thì mùi hương này thực sự là hơi lẳng lơ đó, nó gợi tình và lẳng lơ. Rồi vào, nếu như anh em nào có một cái playboy, có một cái gì đó nó thích trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng nên sử dụng chai nước hoa này như hổ thêm cánh. Ok, trong nước hoa người ta có một thuật ngữ đó là hidden gem, ý nó muốn nói đến đó là những cái mùi hương cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ xuất sắc nhưng không được nhiều người biết đến. Và ở đây Guinness by Gear là một trong những trường hợp như thế. Điểm mạnh nhất của mùi hương này như mình đã nói trong video trước là khi các bạn xịt mùi hương này và các bạn đi đến đâu trong một không gian nào đó, chắc chắn nó sẽ giúp cho các bạn ấn tượng, bởi vì cái độ lưu hương của nó đến cái không gian mà bạn sẽ ở lại cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ dễ chịu và nịnh mũi đó. Anh em nào nếu mà có dịp thì cũng nên thử mùi hương của chai nước hoa này, Guinness by Gear. Thực sự là một hidden gem của nước hoa. Nói về da thuộc thì có rất nhiều, và mình đã có một video riêng những cái chai da thuộc. Và một sản phẩm của nhà niche Acqua di Parma, nó có tên là Acqua di Parma Leather này, luôn luôn nằm trong cái top những chai niche mình thích. Chai nước hoa mùi hương này nó mang đúng cái đặc điểm của đàn ông Địa Trung Hải, lịch lãm và quý tộc. Thực sự mà nói mình rất là thích mùi hương của chai nước hoa này. Nó giống như Tuscan Leather nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn và nó mềm mại hơn, chứ nó không dữ dội như chai nước hoa của nhà Tom Ford. Và đó là cái lý do mình thích chai nước hoa này hơn đó, Acqua di Parma Leather. Nhà Celine Dion thì mình đã nói rất là nhiều lần rồi, Chicory và Umboz Vanille là hai chai mình thích nhất, không còn nghi ngờ gì. Cũng có thể là có những chai đối với mọi người thì đánh giá cao hơn, nhưng mà cái style của mình, đối với gu của mình, cái mũi của mình thì hai chai này là mình thích nhất. đó, Singular Time. Nhà Guerlain là nhà nước hoa lâu đời nhất đó và họ có rất là nhiều sản phẩm. Guerlain Santa Royal là một trong những chai nước hoa mình rất là thích nhà nước hoa này. Hoa hồng và gỗ đàn hương thực sự là ám ảnh mỗi khi mà mình mở nắp ra mình ngửi, và chỉ cần một sọt thôi nó sẽ có thể lưu lại trong phòng của bạn cả ngày rồi luôn. Nó không biến mất mà nó bám dai dẳng lên không khí trong phòng. Mùi hoa hồng cực kỳ tuyệt vời. Bản thân mình cũng không phải là một người quá thích là cái nốt hoa hồng, nhưng mà khi mình ngửi chai Santa Royal này thì mình đã mê mệt, thực sự rất là hay. Guerlain Santa Royal. Cuối cùng không thể không nhắc đến Maison Francis Kurkdjian, mà đây tiêu biểu là Baccarat Bro 540 và Utatenut. Trước tiên để nói về Baccarat, nếu như các anh em nào luôn luôn có cái quan điểm rằng những chai nước hoa niche bởi vì mùi hương của họ hay hơn, bởi vì họ sử dụng những nguyên liệu cao cấp hơn, thì Baccarat Bro 540 này là một cái minh chứng hoàn toàn ngược lại. Kurkdjian đã từng nói 99,9% nguyên liệu sử dụng cho chai nước hoa này là nhân tạo. Ông nói rằng ở cái nốt cuối ông có cho thêm một chút ít mùi hương tự nhiên nhưng mà nó không đáng kể. Do đó về cơ bản 99,9% thành phần nguyên liệu là nhân tạo. Thế nhưng dưới bàn tay tài hoa của Maison Francis Kurkdjian, ông đã tạo nên cái mùi hương có thể gọi là cực kỳ thu hút. Đó, nó mềm mại, nó uyển chuyển và bám tỏa thì thôi rồi mẹ ơi. Mình chỉ cần xịt lên một tờ giấy và nó có thể bám, nó có thể lưu hương thậm đến một tuần luôn. Mỗi khi các bạn chỉ cần muốn ngửi mùi hương, các bạn đưa lên mũi ngửi thì vẫn cảm nhận thấy mùi hương của Baccarat này. Chai thứ hai đó là Utatenut, hoa hồng và vani cực kỳ ám ảnh, lại một chai nước hoa có thể gọi là mùi hương ám ảnh, ngọt ngào nồng nàn, cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ nồng nàn và bám tỏa rất là tốt. Đây và Utatenut luôn luôn được đánh giá là một trong những chai nước hoa tốt nhất của nhà Maison Francis Kurkdjian. Đó, thì trên đây là mình vừa chia sẻ với các anh em top 10 nhà nước hoa có những cái chai niche mà mình thích. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Video của mình đến đây là hết. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn. Và mình rất là mong các anh em sẽ luôn ủng hộ channel của mình. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.